Bây giờ tôi hỏi á, thằng Điền Quân nó có một cái nhà hàng nằm ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Đây, đây là cái nhà hàng gì? 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1, gọi là nhà hàng Nón Lá. Ở đây toàn là tuyển gái. Và gái này để phục vụ cho ai vậy Điền Quân? Và đã có biết bao nhiêu người, và kể cả người trong cuộc cũng nói cho tao biết cái bãi đáp nằm ở đâu. Mày làm gì vậy? Mày có phải là Tú Ông không? Mày trả lời đi Điền Quân. Mày là thằng chùm của showbiz đúng không? Ai muốn lên muốn xuống là do mày. Và mày nắm tất cả các anh em YouTube, và còn một nghề tay trái của mày làm nữa. Hôm nay tao phải knock out mày luôn. Là bởi vì có một nạn nhân ở trong cuộc. Tao nhắc tên thì chắc chắn là mày sẽ không quên đâu. Đó là cô Thanh, sinh năm 92. Mày đã gả bán cho người ta như thế nào để giờ này người ta ôm một đứa con cho một quan chức đúng không? Đây là sự thật nha quý vị. Mày là Tú Ông phải không Điền Quân? Đúng không? Phải cái nhà hàng của mày là hàng nhà hàng Nón Lá không? Và đã có nhiều nhân chứng đi tới đó chơi như thế nào rồi. Và kể cả có một người sẵn sàng làm nhân chứng. Không lạ gì cái đám tụi mày đâu. Có thể là người dân chưa biết, nhưng hôm nay tao nói cho tất cả mọi người biết. Mày chuyên môn dẫn dắt gái chân dài đúng không? Mày có làm Tú Ông không vậy? Ngoài cái nghề mà mày đi làm truyền thông ra, mày có làm Tú Ông không? Mày có cái nhà hàng này thử để mà dẫn dắt gái cho các cái quan chức tới đó chơi không Điền Quân? Và cái bãi đáp của mày ở đâu á? Mày muốn tao nói ra luôn không Điền Quân? Quý vị nghe có sốc không quý vị? Đã quất là phải quất cho bằng nát, đã chơi là phải chơi cho bằng chết đúng không? Vậy thì ngoài cái chuyện đó ra, mày còn là thằng Tú Ông nữa có không Điền Quân? Nếu mà mày nói không á, sẽ có người đứng ra làm chứng liền. Quý vị nghe sốc không? Toàn những chuyện động trời đúng không? Bây giờ á, truyền thông đưa lên là nhờ ai, sống chết là nhờ mày đúng không? Thì bây giờ á, tao phải lột trần trụi mày ra trước công chúng á, là bởi vì sao? Mày có quá nhiều quan chức bảo kê cho mày, vì là mày dẫn đi chơi gái, mày bao gái cho chơi. Tao dám nói trước công chúng nè, cho nên nó có cái gì là bảo kê cho mày bưng bít hết. Trong cái xã hội này bây giờ nó là như vậy sao? Chẳng lẽ tao nói đây mà công an không biết? Quý vị có ngạc nhiên không khi một con thằng Tú Ông, một thằng Tú Ông nha quý vị, đi đâu cũng toàn gái chân dài và tuyển gái từ 16 tới 25. Có đúng không? Hả Điền Quân? Bữa nay tao chọt đúng điểm huyệt của mày á, mày có phải là như vậy không? Vì có người trong cuộc rõ ràng, chứ tao không có nói bậy nha. Có hình, có ảnh và có luôn cả tất cả những gì thuộc về cái nơi nhà hàng của mày. Tao nói luôn. Và rất là nhiều người bảo kê cho mày, vì sao? Vì lỡ mày dắt đi chơi gái rồi, mày cung cấp gái cho chơi rồi, đâu có dám đụng vô mày. Mày đưa hình ảnh mày khai ra là chết mẹ luôn, cho nên đâu có dám. Tụi mày á là những cái thằng á là xỏ mũi những ông quan chức, là tại vì tụi mày cung cấp gái cho mấy ổng chơi, cho nên nó đụng vô mày là có mấy ổng bảo kê đó, cho nên á là coi như là cứ bưng bít như vậy đó. Có không? Tao nói tất cả cho quý vị nghe đó. Đâu phải là mày làm truyền thông không mà mày còn làm Tú Ông nữa. Có không? Mày nói không đi, có người đã làm chứng cho mày liền. Quý vị thấy ghê không quý vị? Cuộc sống này có những con người thật là đáng bị ổi, thật là đáng ghê tởm. Thằng trùm cuối nó nằm ở đây nè quý vị. Em nào muốn lên đời á thì phải qua thằng này nè quý vị. Đó, tại sao mày tồn tại tới ngày hôm nay? Và đặc biệt một điều á, là mày làm ở cái HTV ngày xưa, mày là coi như là người phát thanh viên, cho nên khi xảy ra cái drama này, có một cái đài nào của HTV hay HVT gì đó đăng một bài nào không? Không hề luôn. Mày mạnh dữ ha, đúng không? Mày có bảo kê cho nên mày mới làm ông làm cha truyền thông đúng không? Bởi vậy quý vị ơi, nói ra đó thì nó mất lòng thật, nhưng mà chúng ta mới thấy được những cái mảng đen trong xã hội đáng sợ thật.
Lần này tao kêu tới thủ tướng, tao kêu tới tổng bí thư, tao kêu tới Bắc Trọng, tao kêu cả nước này, coi tụi mày có tồn tại nổi không. Thì ra là mày xỏ mũi những cái ông mà quan chức đó, mê gái đó, cho nên đâu có dám đụng vô mày. Mà lo bảo kê mày, ai đụng vô mày là chết mẹ luôn. Sẵn rồi tao la luôn cho cả nước biết, cho tới tai trung ương biết luôn. Đó, tao hy sinh một lần để cho sạch rác xã hội. Vậy thôi. Thì ra là trời ơi, quý vị ơi, có những điều thật kinh khủng. Đằng sau là một sự trá hình đầy kinh khủng. Bữa nay tao thọt quyết mày luôn đó. Nếu mà mày nói không á, sẽ có người ra làm chứng cho mày liền. Mày đừng có lo. Quý vị thấy ghê không? Đúng không? Võ quýt dày thì có móng tay nhọn, thế thôi. Mày tưởng mày tồn tại được bao lâu? Tao sẵn sàng đánh đổi tất cả vì một xã hội sạch đẹp. Và tao cung cấp thông tin cho Trung ương nó dọn tụi bay. Đúng không? Tất cả những người bị tụi bay xỏ mũi là vì đi chơi gái. Vì mày cung cấp gái cho người ta. Rồi đi chơi rồi đã ngậm miệng lại đâu có dám la lên. Vì sao? Tụi bay đặt camera, tụi bay ghi âm, tụi bay chụp hình. Bị vô thóp rồi đâu có dám la. La là chết thì tụi bay. Đó, thế thôi. Bữa nay tao cho knock out hết, tao thọt đúng huyệt hết. Quý vị nghe quý vị thấy sợ không quý vị? Thành ra tụi bay á, làm mưa làm gió, tụi bay làm ông làm cha trong giới showbiz. Đúng không? Bây giờ tao hỏi mày nè, mày có nhớ cô Thanh không, Điền Quân? Mày có nhớ không? Tao hỏi mày như vậy thôi. Mày đừng có chọc ai. Một khi tao đã chơi rồi, tao chơi một mất một còn. Để cho cái xã hội này nó sạch sẽ bớt đi. Để cho tụi bay bớt làm ông làm cha thiên hạ. Mẹ mày làm trùm truyền thông, mày đánh gậy hết người này, mày đánh gậy hết người kia. Mày coi như là mày muốn nâng ai lên thì mày nâng, còn mày muốn chìm ai xuống mày chìm. Mày không phải là làm trong một cái hệ thống nhà nước mà mày còn hơn cha thiên hạ nữa. Quý vị thấy có đáng sợ không quý vị? Quý vị có thấy đằng sau những cái mảng tối nó ghê tởm tới mức nào không quý vị? Tụi mày trá hình. Trời đất ơi, nghe ra mới biết á, trên đời này có những thằng á, con gái đi làm đĩ đã đành, đi con trai cũng đi làm tú ông tú bà làm đĩ đực nữa, mới có chứ, mới sợ chứ. Đó, quý vị nào muốn ủng hộ á thì đến cái nhà hàng 27B đường Nguyễn Đình Chiểu, nhà hàng Nón Lá đó quý vị, chừng nào khai trương lại đó quý vị nhớ đến ủng hộ nha. Chơi là phải chơi như tao nè mới dám chơi mày nè. Mày nói không đi, tao chứng minh cho mày coi. Mày đáp ở đâu? Tao nói cho mày nghe. Đừng có chọc cái gan tao. Mẹ, mỗi lần tao á, nó hợp với quý vị á, truyền thông á là có thằng này. Không đặt thằng này á là không được. Mà đặt như thế nào? Quý vị hãy chờ xem. Tôi đặt cho quý vị xem để coi mày còn ngang ngược láo lếu nữa không? Để coi cái đám nghệ sĩ nó còn bám víu vô mày nữa không? Tao chơi nè, tao chơi bất néo với mày nè. Tao chơi một mất một còn với mày nè, thằng Điền Quân. Mà mày đã đi quyên góp tiền từ thiện á, chuyên nghiệp rồi, quá nhiều tiền của công chúng vô tay mày rồi, mày đau lắm đúng không? Vì mày nghĩ rằng là không ai biết đúng không? Bà Hằng không dám kêu tên mày hả? Tao đợi mày, tao đợi sau cùng tao mới kêu tên mày ra, đúng không? Mày lầm rồi, tao sẽ chơi tất tài với mày. Vì quý vị thấy không, trong cuộc sống này có những con người lỡ nhúng chàm rồi không dám hả miệng ra. Đúng không quý vị? Hả miệng ra là mắc quay với tụi nó, bởi vì sao? Nó cung cấp gái cho chơi. Nó đưa cái tủ vô trong họng rồi, đâu có dám hả ra. Có chuyện gì là nó cầu cứu, phải giúp đỡ nó để bưng bít bao che cho nó. Tao sẽ đưa ra tới Bắc Cộng. Tao sẽ gửi đơn ra. Thử xem, trừ khi tao chết thì thôi. Tao còn sống, tao còn lôi đầu tụi bay ra. Quá đáng. Tao chưa bao giờ ăn một đồng bạc tiền YouTube. Tao chưa bao giờ đi kiếm một đồng nào truyền thông. Nhưng cuộc đời không có sống bẩn như vậy. Không có sống trên đầu, trên cổ thiên hạ và làm cha thiên hạ như kiểu tụi bay được. Quý vị thấy tôi nói có đúng không?